Đây là tin nhắn của chương trình nha. Vậy bây giờ mình gọi luôn ha anh. Alo. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. Hello. Trời ơi, cái giọng này ngọt chắc chứ. Giọng này nghe quen quá ta. Giọng này rất là miền miền Tây phải không? Đúng rồi. Vậy đó. Mình tên là Khoa. Khoa đến từ đâu nhỉ? Quê mình ở Thủ Đức á. Dạ, em tên là Em Mì. Em đến từ Đồng Nai. Alo, em nghe rõ không đấy? Giọng nào nhỉ? Giọng nhẹ nhàng, dã man. Anh tên Đạt Kio, anh đến từ Hà Nội nhá. Nghe thấy nghiêm túc quá nè. Chính kịch quá, nghiêm túc quá. Em là Kim Thành nha mọi người ơi. Kim Thành á, nghe tên dễ thương quá. Bạn là ai? Bạn là Khoa. Mình là Tử Đằng. Ủa anh ơi, rốt cuộc hoa Tử Đằng màu gì vậy anh? Dạ, hoa Tử Đằng nhiều màu lắm nhưng mà màu tím là đẹp nhất. Mấy bạn nữ lái xe mệt thì để mấy bạn nam qua lái nha. Ôi rồi sao không nói sớm, người ta sắp đến nơi rồi bây giờ mới nói. Chương trình không có cho. Thật thà dữ. Ông miền Tây thì thật thà dã man luôn. Hình như trên xe mình vẫn còn một người nữa đúng không? Em là Queen. Nghề nghiệp của em là rapper. Thế em thử rap vài câu cho anh nghe được không? Không, cái này mình phải giữ cho đến khi mình gặp nhau mà. Không có thể là mình show ra đúng lúc này rồi. Có ai có tò mò về nghề nghiệp của mình không nhở? Đấy, đang hỏi nè. Đang hỏi à, chạy xe ôm công nghệ. Điêu. Mấy ông này nói điêu lắm thế này. Tôi thấy một mùi điêu ra ở đâu đây. Rồi bây giờ đoán nè, ai chọn ai? Bên nam á, mà được chọn nhiều nhất á, là em đang phân vân giữa bạn Tử Đằng với lại bạn Bimax. Bởi vì cái giọng của bạn Tử Đằng rất là chân thật nghe miền Tây á. Đúng. Rất là dễ chiếm cảm tình của mấy bạn nữ. Chúng ta không nên phân tích dựa trên gương mặt nha. Dạ. Yeah. Cái voice thì tôi thấy là Tử Đằng có vẻ chiếm ưu thế. Dạ. Yeah. Bimax nói chuyện theo kiểu rất ngọt là láo. Ồ, láo cá chứ mà ngọt ngào vậy. Rất là chủ động á. Ừ. Chị bị kiểu như là chị yêu quá cho nên là cái gì chị cũng thấy ngọt đúng không? Không, nó không phải là mù quáng, cái này là ngớ ngẩn chứ. Chưa yêu. Nhưng mà em thấy có cái nét ngại ngùng của bạn Đạt Kiêu, em không có thấy bạn nói nhiều á. Ừ, nó cũng có cái thú vị là khi con trai mà ngại ngại, nhiều khi con gái nó cũng khoái. Ai cá tính mạnh nhất sẽ chọn Bimax? Em đang nghĩ là Emmy Nguyễn sẽ chọn Bimax. Em nghĩ Bimax sẽ được chọn nhiều. Bởi vì bạn ấy nói nhiều nhất, với lại là nói câu chuyện ở đây mình đã quen nói rồi đó, nên mấy bạn rất là thu hút với lại các bạn nữ. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình vote nha, để coi ai nhắm ai sẽ được chọn nhiều nhất nha. Bà, cái chữ cuối bà bỏ dấu quyền vô giùm tôi đi, bà xàm. Ta cho em vô cái, biết đâu. Ủa? Trời ơi, đi chợ đứa nào sốt sắng đứa mua được thịt cá. Trời ơi, đúng. Vô chợ mà im sao mà có đồ ăn. Quý vị và các bạn thân mến, hãy xem là chúng tôi có dự đoán đúng hay không. Và quý vị cũng dự đoán đúng hay không sau vài phút giải lao nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đang trở lại với Vô Lăng Tình Yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả mà họ lựa chọn. Ai sẽ là người được bình chọn nhiều nhất? Let's go, say vô lăng, chung nghiệp, chung đường đi. Hey baby, ở riêng tối sao kịp chứ. Chào mừng các bạn đang đến với Vô Lăng Tình Yêu. Trong hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến vùng biển Kê Gà sáng nay, các bạn đã có cơ hội lắng nghe giọng nói của nhau thông qua cuộc gọi trên xe. Và như tin nhắn của chương trình nhận được thì bạn nữ được bình chọn có giọng nói ấn tượng nhất xin chúc mừng Kim Thành. Về phía nam có giọng nói được các bạn nữ bình chọn ấn tượng nhất đó là Đạt Kiêu. Chúc mừng bạn. Trời ơi. Bạn cố giỡn kỳ vậy ha. Sao kỳ quá à. Thay đều mới vui. Các bạn này có một cái gì đó tâm lý khác người bình thường. Cái gu là thích ai ít nói. Mấy người nói nhiều loại hết. Vậy là ở đây là năm anh em mình toàn là gu nói nhiều. Với cả em thấy là thường thì các bạn con gái ở trong miền Nam á thì sẽ dễ bị thu hút bởi những bạn mà kiểu trai Bắc á. Trai nam cũng thích gái Bắc luôn. Nghe giọng đặc biệt. Cái cô Kim Thành giọng ngọt muốn chết. Tôi đã nói tôi thích cô Kim Thành. Tôi thích gái giọng Bắc. Điệu điệu một tí nghe nó hay ho. Nhưng mà lý trí thì vẫn ghi tên Emmy. Tại mình thấy nó bé, nó xông xáo, nó lăng xăng. Thì đó em. Mình tưởng nó hồ hởi rồi đó. Ai ngờ bậy quá. Đều hết luôn ha. Vâng thưa quý vị, như vậy thì theo luật chơi thì Kim Thành
và bạn Kyo chắc chắn sẽ trở thành một cặp. Dĩ nhiên họ sẽ có một bữa ăn thịnh soạn. Và bữa ăn đơn sơ với nhiều món ăn tối giản sẽ dành cho bốn người còn lại. Và hãy xem là sau hai bữa ăn đó thì bốn người còn lại ai sẽ bắt cặp với nhau nhé. Mời bạn. Wow, cảm ơn nhiều. Chớ ngại ngùng gì nào, give me some love. Em chỉ muốn mình gần hơn, đừng nói mình không hợp. I never give up, gặp đúng người đúng lúc. Không muốn chờ dù một phút, còn lại đêm một chút. I can make you feel good. Khi Thành bước vào thì mình đã nghi mình đã có những cái cảm giác linh cảm là cái bạn vừa rồi là cái bạn gây ấn tượng cho mình. Mình mong muốn là cả hai sẽ hiểu ý nhau hơn, chia sẻ thẳng thắn những quan điểm của mình để đưa ra được những cái điểm chung. Rồi Linh nhá, hy vọng hành trình sắp tới của chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách cực kỳ xuất sắc. Hồi nãy là đạt vote cho ai? Đạt vote cho mỗi Thành. Thằng nói Thành vote cho Tử Đằng. Thì Thành nghe là có Khoa và Tử Đằng là nói giọng miền Nam, nhưng mà Thành thích cái kiểu năng động, năng nổ của anh Tử Đằng hơn, cho nên là Thành vote anh Tử Đằng. Thì mình đã bình chọn cho Kim Thành, chắc mình cũng nghĩ là Kim Thành cũng bình chọn cho mình. Nhưng mà vì hai bạn nữ kia có thể là đã bình chọn cho Đạt Kyo nhiều hơn, cũng mong là những cái game sau á mình sẽ cùng với Kim Thành sẽ là một đôi. Mình đã từng làm việc ở môi trường miền Bắc cũng làm nhiều rồi, môi trường miền Nam cũng gặp gỡ khá nhiều người, thì thích cái sự nhẹ nhàng của con trai miền Nam. Hồi nãy mình kêu gọi mấy bạn vote cho mình, mấy bạn có vote không vậy? Có vote là mình ngồi trong máy lạnh rồi. Nhưng mà nếu mà em bị biết Khoa là mình sẽ vote cho Khoa rồi. Không không xin lỗi. Mình còn những dòng sau nữa mà. Chính xác cái dòng đầu đó tiên mà. Là tại vì cái giọng nói thôi đó, cái điều quan trọng. Nói không biết được điều gì hết. Giọng của em Mì thì nghe kiểu như trẻ cũng nhí nhảnh, cho nên là em Mì không biết là cái gu, cái style của ba bạn nam ra sao. Nhưng mà nếu như em Mì đoán thì là có thể bạn Đằng. Bộ giọng nói của Mì nghe ghê lắm hả? Ủa tôi có vote mà. Ủa vậy hả? Ừ. Khi mà mình nghe giọng thì mình lại thấy thích Emmy. Tại vì Emmy cũng hoạt ngôn, cũng rất là dễ thương. Và khi mà mình gặp rồi thì mình lại thích cái nét ngại ngại chút xíu của Win. Em có vẻ như em hiền và em ít nói, thì mình cũng muốn trước mắt mình cũng muốn chia sẻ với em nó nhiều hơn tại sao mình ít nói như vậy. Khi nhìn thì thấy có vẻ anh Khoa khá là dễ gần á, kiểu có thể gây thiện cảm với Khuyên nhiều. Hy vọng là sẽ nói chuyện nhiều hơn với anh Khoa. Có em không có ai nè. Chắc là em có vote cho ai đó kia. À đúng quá. Cái cô Kim Thành á, cô thông minh lắm á, cô hiểu cô đang làm gì lắm á. Còn cái ngoài kia tôi thấy giống cắm trại biết nít của mấy đứa bạn trong trường. Em không thấy dấu hiệu gì để ý nhau luôn á. Ờ. Em thấy như là một nhóm bạn ngồi mà tụ tập với nhau bình thường á. Mà thấy giờ cũng vui nữa. Ngoài Đạt Kyo và Kim Thành là cặp đôi đầu tiên thì chúng ta sẽ share duyên cho hai cặp đôi nữa thông qua một trò chơi nhỏ. Như các bạn đã thấy, trên bàn chúng ta đang có hai sợi dây tương đương với bốn đầu và đang bị làm rối ở giữa. Mỗi người chơi sẽ chọn một vị trí đầu dây, nắm và kéo nó. Nếu như một nam và một nữ nắm hai đầu cùng một sợi dây thì nghiễm nhiên trở thành một cặp đôi mới. Hãy xem ai sẽ về với ai nha. Sau trò chơi rút dây tơ hồng này, chúng ta đã xác định được ba cặp đôi đầu tiên cho hành trình này. Đón xem những chương trình giải trí đặc sắc trên kênh YouTube Madison Media Group, Giai điệu thanh xuân vào lúc 21h20 thứ năm, Ảo thuật sắc đẹp vào lúc 19h30 chủ nhật.